Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành AFK. Thì mình biết là có rất nhiều bạn, rất 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 nhiều bạn đang theo đuổi con đường Diamond. Năm sau, xích 30, chín hồ. Mình biết là có rất nhiều bạn đang theo đuổi con đường này. Và các bạn có thử đặt dấu chấm hỏi là sau khi Diamond đạt được mốc 9 sao, 5 sao, 9 hồ và seed 30 cộng với cái set đồ full set đồ T2 thì nó sẽ bá đạo như thế nào các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ thử review Diamond 5 sao, 9 hồ, seed 30, full set đồ T2 của bác thần thò các bạn. Và ngày nào đó thì mình sẽ tiếp tục review thêm Ezio và Phượng cho các bạn. Hôm nay thì mình sẽ review đây mình thôi. Và bác này hiện tại đang lên map 31.20. Lên 31 là bắt đầu mình dùng hai team rồi các bạn. No matter where I am, I shall lead. Protect the weak, defy evil. From the ashes, I rise again. Với nội thất chính hộp của đây mình, sau khi đây mình đai các bạn, sau khi đây mình đai thì nó sẽ boost lên cái nha các bạn. Đây mình đai thì nó sẽ boost lên khiên cho động mình còn sống sót. Tuy nhiên giá trị khiên này chưa No đủ với câu kéo này matter where I am, I shall lead. Vẫn không chịu nổi các bạn. Đây, mình sẽ thử trong tháp vô. Hôm nay leo mát rồi. Phượng bướm. Đây mình hồi máu khá tốt các bạn. Cộng với khả năng boost giáp hơi bị ảo nếu bạn boost liên tục. Ok. Giờ mình sẽ coi một xíu về lượng đam của đây mình nè. 132.000. Ấy mình sorry mình nhập 132 triệu các bạn. Một mình đây mình làm hết. Rồi để mình quay lại các bạn có thể thấy những lúc mà đây mình hết máu luôn nè các bạn, không còn giọt máu nào.
Các bạn thấy mặc dù ta gần hết máu nhưng ta vẫn sống. Và với con Diamond này thì các bạn, nếu Diamond này mà cộng thêm cái con support hệ sát mới ra mắt là cái con siêu lát á, cộng với siêu lát nữa, các bạn có thể tưởng tượng độ bá của nó rồi. Nếu mà lúc bật khiên thì Diamond không thể bị chết nha. Cộng với con siêu lát nó boost thêm cái miễn nhiễm sát thương trong vòng 10 giây nữa, cộng với cảnh hồi phục kinh khủng của siêu lát á, thì câu kéo được tới đâu các bạn. Ở đây là ảnh của một người anh cũng như là một người bạn nha các bạn. Quá trời đồ kim cương này các bạn. Mình đang khó hiểu tại sao anh ấy chưa lên cho Ezio chính sao, chưa lên cho Ensama chính chính hộ các bạn. Ensama chính hộ mới là chân lý. Rồi mình sẽ tiếp tục đi tháp vua các bạn, tiếp tục trai. Đội hình này đi tháp vua tới đâu nữa các bạn ơi. Hai con bướm trắng nhau. Và đây là toàn bộ sức mạnh của Diamond, 9 5 sao 9 hộp xích 30 nha các bạn. Lúc máu rất là kinh khủng, lúc nào cũng có cái khiên bên mình các bạn. Và Diamond của chúng ta là một vị tướng rất sợ CC, nó bị khống chế thì nó không thể bật khiên được nha các bạn. Và cách để các bạn đối phó với Diamond một cách hiệu quả là dùng con CC cứng á, đập thẳng mặt Diamond không cho nó bật khiên, không cho nó ăn tiêu là xong. Chứ còn bạn để Diamond thoải mái ăn tiêu thì bạn không cách nào chơi được. Mình để x4 cho lẹ. Đó, ví dụ như trận này các bạn, trận này bị đứng thẳng mặt với Aegis thì cấm nộ ra mình mất đất diễn liền các bạn. Cơ bản thì vị tướng này rất sợ những con CC hoặc cấm nộ. Mình thử đổi con khác đi, dùng Athos chạm bỏ đây mình ra, sau đó bỏ con Ensama vào, bỏ bên này. Rồi nổ bảng bùm. Bạn
bạn coi thêm kìa, như một vị thần. À, mình nói thật chứ với cái account này thì quá nhiều công cụ để đi map các bạn, quá nhiều công cụ luôn. Mình giới thiệu bên lề một xíu cho các bạn biết. Hả? Oh, sorry. Athos là lính đánh thuê các bạn. Mình cứ tưởng Athos là lính của mình. Athos là lính đánh thuê. Mình xin giới thiệu cho các bạn một xíu về cái món bảo vật sắp ra. Bảo vật sắp ra các bạn, bảo vật sắp ra nó là một món món pháp sư, kiểu giống như bảo vật của tăng, của chiến binh này. Thì cái món bảo vật này đầu game nó sẽ tăng mana cho pháp sư các bạn. Với cái món bảo vật này có đồng nghĩa với việc Ensema đầu game nó có thể nổ các bạn. Nó gồng xong nó nổ liền, nổ xong rồi tới 15 giây, coi như team địch mất ở trong 15 giây. Các bạn thấy đây mình bá đạo chưa các bạn? Bá đạo nhưng mà gấu này dữ dội quá. Gấu CC đánh liên tục, đây mình không kịp nổ để cho đây mình lên trên các bạn. À, đây mình rút máu xong nó ECO làm gọi combo mình đã từng giới thiệu cách đây rất lâu rồi, vài tháng các bạn. Combo cũng đây mình cộng ECO. Combo này đi map thì khỏi chê. Các bạn nào đã đang và chuẩn bị chơi đây mình thì các bạn có thấy sự lợi hại của đây mình xích 30 năm sao, 91 nội thất chưa các bạn, cộng với dàn đồ full đồ T2. À, và hôm nay mình review đây mình tới đây thôi các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Và lần sau thì mình sẽ review phượng Rowan ECO cho các bạn và cả Ensema nữa các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha, xin chào tạm biệt.